khổ nhất là cái việc mà đưa con nít lên máy bay và đi, đặc biệt là máy bay đi nước ngoài, đi đường xa nữa chứ. Thiệt, mình đã từng chứng kiến những cái cảnh mà mỗi lần mình bay đi nước ngoài, mình thấy rằng là những em bé khi mà cất cánh và hạ cánh, các con khóc lên, rồi ba mẹ cũng cảm thấy rất là mệt mỏi và cảm thấy làm phiền những người xung quanh. Và bây giờ mình lại rơi vào một trong những cái trường hợp này. Và trường hợp mình chủ động nó mới đâu chứ. Con mình thì đứa mới 15 tháng, đứa hơn 4 tháng thôi. Vợ mình đã là một trong những người rất là thích đi du lịch. Và bản thân bạn trước khi cưới mình và bản thân mình cũng vậy. Thì hai đứa là tín đồ của du lịch. Đi đây đi đó, cứ làm có tiền sẽ đi du lịch để mà được mở mang kiến thức cũng như là hiểu biết. Sau 2 năm trời ở nhà gọi là xanh rồi, giống như kiểu mình nuôi con á, thì bạn cảm thấy rất là bất bí và muốn đi đi một nước gần trước, tại vì hai em bé nhỏ chưa có xin visa đi những cái nước khác được, cho nên Singapore là một trong những cái sự ưu tiên hàng đầu của hai đứa mình. Và nghĩ là vợ mình cũng giỏi, con mình mới có một tháng hơn xíu đi là bếp bò, nghĩ con hay thiệt á. Cuối cùng bây giờ thì con mình đã có bếp bò hết rồi, thì bây giờ là chuyến bay đầu tiên, tụi mình sẽ bay vào ngày mùng 2 Tết. Mọi người biết rằng là khi mà đưa hai đứa con đi du lịch á, thì mọi người sẽ nói là phí quá, hai con còn nhỏ chưa có biết cái gì hết thì tại sao lại quyết định đưa con đi như vậy. Thật ra thì tụi mình sẽ biết rằng là khi mà con lớn lên, cái ký ức của con nhớ về cái chuyến đi này do ba mẹ đi chắc chắn sẽ không bao giờ nhớ được và cũng chẳng có một cảm nghĩ gì đâu, tại vì hai con còn quá nhỏ. Nhưng một trong những cái điều mà ba mẹ quan tâm nhất đó là cái việc là tạo được ký ức cho con thông qua những cái câu chuyện mà sau này khi con lớn lên á, ba mẹ có thể tự hào và kể với con rằng là thời của ba mẹ đã từng đưa tụi con đi chơi, đã dành cái thời gian và nuôi dưỡng tụi con như vậy, để khi mà tụi con lớn lên á, tụi con sẽ trở thành cái người tốt và biết đâu sau này con sẽ nhìn vào tấm gương của ba và mẹ. Ba và mẹ đều đi lên từ những người rất là nghèo, ông bà ngoại, ông bà nội hai bên đều rất là khó khăn mà không có một cái nền tảng nào cho ba và mẹ cả, nhưng mà chỉ có cái ý chí và nghị lực thì ba mẹ đã cố gắng lên. Thì mình muốn kể cho con một cái câu chuyện như vậy, và cuối cùng thì bây giờ là quyết định đi cũng đã đi rồi. Thật sự hai đứa mình, hai đứa là cầu toàn, đứa nào cũng sẽ có cái gu riêng ấy, cho nên mỗi lần làm cái gì cũng sẽ có hay cãi nhau lắm. Ví dụ như vợ mình thì lại thích cái gu thời trang kiểu này cho con, còn mình lại thích cái gu kiểu kia cho con. Và đặc biệt là mình không thích cái việc mà người ta xâm phạm vào cái việc sự quyết định của mình. Ví dụ như mình đã quyết định mua cho con bộ đồ đó và mình chọn cái đôi giày đó, nhưng mà khi mang về thì vợ mình coi rằng đồ ngủ, thì bản thân mình cho rằng nó là sự xem thường và sự không có tôn trọng, cho nên là hay có những cái mâu thuẫn lặt vặt lắm, xoay vào những cái câu chuyện mà không tôn trọng nhau về cái sở thích, cũng như không tôn trọng nhau về cái việc mà mua đồ cho con thôi. Bình thường thì sao cũng được, mình có thể nhường, nhưng mà đôi khi là nhiều khi một năm giờ mình không có thời gian, mà đặc biệt là những cái gì quan trọng mà nó chọn cho con rồi thì mẹ lại càng dựa vô, thì nó là một trong những cái điều, nói chung là một trong những cái điều cảm thấy rất là mệt ở chỗ là ẩm con đi đã mệt rồi, mệt về tâm lý. Không biết là ngày mai qua đó sẽ làm chia sẻ thực tế cho mọi người là cuộc sống vợ chồng gia đình nó sẽ có những cái khó khăn chia sẻ thôi, chứ không phải là có ý khen chê gì vợ mình nha, cho nên mọi người đừng quen nhầm. Ý là trong cuộc sống vợ chồng lúc nào sẽ có những cái mâu thuẫn, có những cái tranh cãi như vậy, nói chung là tranh cãi cũng chỉ vì muốn tốt nhất cho con thôi. Còn bản thân của mình thì nói thiệt nha, lúc mà Lùi mới sinh ra thì mình toàn tâm toàn lực dành cho Lùi, khi mà Tâm Mì ra đời thì ba tập trung công việc quá thì mình cũng có thời gian dành cho con ấy. Cho nên thôi kệ, quyết định chiều vợ, chiều theo ý của mọi người, để hy sinh rất nhiều cho hai đứa con của mình, cho mình chấp nhận, nói chung là sao cũng được, mình sẽ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là được. Nói chung là còn nhìn thấy nhau, còn hạnh phúc là cảm thấy mỹ mãn rồi, chứ còn hơn thua là những cái gọi là cá nhân đúng không, mình chia sẻ với mọi người. Nói chung là vlog thì mình muốn chia sẻ với mọi người hết tất cả những cái hành trình của mình trải qua, cũng như cái việc mà nuôi dạy con cái từ công việc, cái nghề tới các sự kiện, một trong những cái nghề mà mình biết rằng nó rất là cực. Bên mình là chuyên về dịch vụ trang trí cưới nên thì mình biết rằng là đời người chỉ có một lần, cho nên mình luôn luôn quan trọng những khoảnh khắc đó để mà mang lại những cái sản phẩm đẹp nhất cho quay đôi rẻ. Thì cũng giống như con mình, từng ngày từng ngày trôi qua, có thể là mình không toàn tâm toàn ý dành cho con, nhưng cái gì mình dành cho con mình sẽ mong muốn tốt nhất. Đó là cái cảm giác của những người làm cha làm mẹ, mình có đồng ý không? Cho nên khi chúng ta có con rồi thì đâu tất cả những thứ gì mà tốt nhất chúng ta đều dành. Nhiều khi chúng ta lại không dám ăn, không dám mặc, không dám xài, mình đưa con đi thì lại mong muốn. Tụi mình bút vé vội do cái dịp Tết gần, cho nên là cái giá nhiều khi là tăng gấp đôi gấp ba luôn mọi người, nó rất là cao. Nhưng mà chẳng có cái cao nào nó cao hơn tình cảm giữa ba và mẹ dành cho con, và mong muốn rằng là tụi con sẽ lớn lên một đời an nhiên. Thật sự nếu mà có một ước mơ nha, nếu mà tụi con, các con của mình nhỏ hoài không bao giờ lớn, mà mình trẻ hoài không bao giờ già, thì mình chọn giải pháp đó. Mình có thể đi làm đến cả cuộc đời này để nuôi con, nhưng mà biểu mình ngồi ở nhà mà chăm con như mẹ thì khó lắm, bởi vì cái thiên chức của người phụ nữ lúc nào cũng vậy, hy sinh hết tất cả cho con. Nhiều khi những ngày Tết ở nhà với con liên tục 24/24 là những ngày mà cảm thấy stress nhất luôn, không biết mọi người cùng tâm trạng không.
Còn đối với ai thì mình không biết, nhưng đối với mình thì có là thương con nhưng mà có chừng có mực. Còn biểu mà 24 trên 24 như những người phụ nữ ở nhà chăm con mình làm không được. Thà mình có thể lội gió, lội mưa, làm rất cả mọi thứ để kiếm tiền. Bởi vì cái thiên chức của người phụ nữ lớn lao vô cùng. Thôi kệ, một chuyến hành trình dành cho vợ và con thì có thể là nó không có được gọi là sướng như người ta hay có đủ điều kiện như người ta, nhưng chắc chắn nó cũng là một trong những cái mà mình đã cố gắng hết sức đi lên từ đôi bàn tay trắng. Và cố gắng, nói chung là mọi người cứ cố gắng nha, cuộc sống mà. Không, bây giờ cái này không nhiều không mấy sao. Ủa cái này bạn đi luôn chứ? Nhiều lắm không bằng hết. Không, bằng bộ đó mua cái này rồi. bự lắm. No, bộ này mua rồi. Mua đồng đi là lạc với mặt ai không, cứ qua đây đeo qua đó chơi hay sao đó được, tóm lại là được. Vậy là nhiều quá rồi đó, em nói 3 bộ mà. Tới 40 kg hành lý ký gửi lần mà. Nhưng mà 3 bộ mà. Thôi thôi mày ơi. Biết là 40 rồi nhưng mà anh không mua rồi, nguyên cái đó anh mua rồi, đúng đúng rồi, ý anh đi. Cái này Grab nè. Đừng có bỏ đồ anh mua ra. Không, đừng kiểm tra đồ lùi trước nha. Cái này để Đà Lạt. Không, đồ lùi anh quyết định nha. Cái này là bộ mặc ở nhà thôi chứ không có đi chơi. Thì mặc